Thưa sư, hiện nay các chùa thường tổ chức lễ kỷ niệm Phật đản với các nội dung như văn nghệ, múa lân, xe hoa. Phật tử tập trung sinh hoạt trò chơi cắm trại với mục đích cúng dường đại lễ. Sư cho con hỏi điều này có đúng pháp không hay là và việc này tội phước thế nào? Cái việc này cư sĩ mà họ có làm cái gì đó là việc của cư sĩ. Ví dụ như trong cái ngày Phật đản, thiên hạ cứ ca múa rồi nhảy nhót múa lân đánh đáo cắm trại chơi trò chơi thì đó là chuyện của cư sĩ. Có nghĩa là quý vị muốn cái kiểu gì thì đó là chuyện của quý vị. Nhưng mà một vị tu sĩ thì không có nên làm cái chuyện đó. Ở trong Tăng Chi Bộ Kinh ấy, Đức Thế Tôn chương hai pháp, Đức Thế Tôn có nói nó có những kẻ ác, mà nó có những kẻ gọi là ác hơn kẻ ác. Tức là cái chuyện mà mình làm sai á, mình làm bậy á, đó là cái ác của mình, thì mình là cái kẻ ác. Còn mà mình tổ chức cho người khác làm bậy á, hoặc là mình khuyến khích cho người khác làm bậy á, là mình còn ác hơn kẻ ác nữa. Cư sĩ họ ca hát để họ cúng dường đến Đức Phật, đến Tam Bảo, nó không có vấn đề gì hết. Trong kinh ấy là cũng có trường hợp là một vị trời ấy, trong kinh Đế Thích Sở Vấn, thì cái vị tiên gọi là vị tiên tiên ông Đồng Tử có xuống và cúng dường Đức Thế Tôn một cái bài nhạc, một cái bài ca do chính vị này sáng tác. Thành thử ấy, cái chuyện là cái người cư sĩ, quý vị có sáng tác nhạc, quý vị có làm ra những bài nhạc, có ca hát để cúng dường Tam Bảo thì nó là việc của quý vị. Nhưng mà nhớ giùm, thứ nhất, hồi xưa cái người mà nhận cái đó là Đức Thế Tôn. Đức Thế Tôn là một vị không còn các dục nữa. Cho nên nếu quý vị cúng thì cúng dường thì Đức Thế Tôn ghi nhận tấm lòng của quý vị thôi, chứ còn Đức Thế Tôn không có hưởng thụ cái chuyện đó. Rồi cũng như là trong trường hợp ngài Anuruddha, có một cô tiên nữ cổ ca múa ở trước mặt ngài á, nhưng mà ngài không có quan tâm. Thành ra cổ có suy nghĩ là ngài không quan tâm cái chuyện mình ca múa, cho nên cổ mắc cỡ và cổ biến mất. Tức là cái chuyện mà ca múa là cái vùng cấm đối với tu sĩ. Cư sĩ quý vị muốn làm cái gì đó thì quý vị làm. Thậm chí sư nói quý vị có múa lân sư rồng, quý vị cúng dường đến Tam Bảo thì đó cũng là chuyện của quý vị. Nhưng mà các vị tu sĩ thì tuyệt đối không được làm. Có rất nhiều những chỗ trong luật cấm vị tỳ kheo làm chuyện đó. Phân biệt rõ nha, cư sĩ và tu sĩ, đây là hai cái phạm trù khác nhau mà Đức Thế Tôn đã cấm mình làm rồi, cấm các vị tu sĩ làm, mà mình còn chơi, mình làm là một chuyện, rồi mình tổ chức cho người khác làm thì không khác gì á, gọi là mình vả vào mặt cha của mình. Đó là chuyện không có nên. Và sư có cái nhắc nhở quý vị như thế này. Quý vị mang danh là Phật tử, nhiều lúc sư ngại dùng cái từ Phật tử để gọi những con người mà không biết Phật tử là cái gì, rồi mình đi mình chơi trò chơi
cắm trại, đánh đáo, kéo co, nhảy dây, các cái thể loại. Sư hỏi quý vị cúng dường cái gì Tam Bảo cái vụ đó. Khi mình làm mấy chuyện đó đó, tâm của mình là tâm gì? Có phải tâm từ không? Tâm bi, tâm hỷ, tâm xả. Hỷ ở đây á là sự vui với cái thiện của người khác nghe. Chứ không phải là cái dục hỷ. Dục hỷ là khi mình hưởng dục, mình chơi chơi bời á, rồi mình cảm thấy vui vẻ đó, thì đó là dục hỷ, nó khác cái hỷ trong tứ vô lượng tâm nghe. Có không? Khi mà mình làm mấy trò đó trong tâm mình có phải tứ vô lượng tâm không? Khi mình làm mấy trò đó tâm mình có phải là cái tâm kham nhẫn, kham nhẫn trong các thiện pháp đó nghe, hay là mình có phải là tâm hành xả không, hay là mình có phải là cái tâm gọi là hào sản không? Cứ xét hết mấy cái tâm thiện đó, nó có tồn tại một cái tâm gì ở trong đó không, hay là cái gì vui trong các dục, rồi mình mượn danh để lôi kéo, mượn danh để mình tổ chức sự kiện, không có nên lấy cái danh nghĩa của Đức Thế Tôn, danh nghĩa của Tam Bảo để chúng ta phục vụ cho cái nhu cầu hưởng thụ, nhu cầu chơi bời của mình. Đó là điều không nên. Nếu quý vị hỏi có phước hay không thì cũng khó mà tìm ra cái phước nào ở trong số đó lắm. Nếu như mà quý vị có cái sự bố thí đến Tam Bảo, nếu như quý vị có cái sự trang trí đến Tam Bảo, nếu như là quý vị có cái sự cung kính đối với Tam Bảo thì đó là có phước. Nhưng mà chúng ta nên so giữa cái phước và cái họa thì mình làm cái gì lớn hơn. Phải so nha. Có khi á, là cái phước mình làm không bao nhiêu mà cái họa mình làm thì hơi bị nhiều. Họa đây là gì? Thứ nhất á, là nó làm cho cái người tu á, lẽ ra họ dành thời gian ra để họ tu thì họ lại dành thời gian ra để cho những chuyện không phải là chuyện tu. Cái thứ hai là làm cho chúng ta mất đi cái định tâm, cái tâm định tĩnh. Có ai mà tu thiền mà nhào vô mấy chỗ đó không? Hình như không. Nó làm cho cái tâm mình mất đi cái sự định tĩnh. Cái thứ ba là nó làm cho cái đời người đời sau bắt chước. Tức là bây giờ giả sử mà một cái vị sư trẻ, một vị tu sĩ trẻ có cái lòng hoằng pháp, mà vị đó vào những cái chỗ như vậy á, rồi khi mà tới những cái ngày Phật đản, Phật tử họ ào tới họ hỏi là rồi sư có tổ chức, năm nay có tổ chức Múa Lân không sư? Vị đó nói không. Năm nay có tổ chức văn nghệ không sư? Vị đó nói không. Năm nay có tổ chức cắm trại không sư? Vị đó nói không. Thì cái khả năng lớn nhất là vị đó bị tống cổ ra khỏi chùa. Không đơn giản là Phật tử họ không tới đâu, mà cái khả năng cao nhất là vị đó bị tống cổ ra khỏi chùa, bởi vì vị đó làm đúng chánh pháp. Và nếu như mà vị đó muốn tồn tại được trong cái ngôi chùa đó là vị đó phải bắt chước người đi trước, rồi thì người trước dạy cho người sau bắt chước người trước. Sư rất là lấy làm lo ngại là rồi cái Phật giáo mình nó sẽ đi về đâu.